Để chuẩn bị cho 7 ngày, thành phố dừng tất cả các hoạt động để tập trung phòng chống dịch. Các siêu thị khẩn trương tăng nguồn cung ứng hàng hóa lên danh sách các combo mua sắm trọn gói theo các mức giá từ rẻ tới trung bình cao, dao động từ 100 đến 300 ngàn đồng một combo. Về việc tổ chức mua bán, các tổ dân phố sẽ tổng hợp danh sách hộ cần mua theo loại combo chuyển lên phường và quận để gửi về siêu thị. Sau đó các quận sẽ tổ chức lực lượng nhận hàng chuyển cho các phường để đưa xuống phân phối cho người dân mỗi hộ được đặt mua hai lần trong một tuần. Đến thời điểm hiện tại, nhiều tập đoàn doanh nghiệp đang có kế hoạch chung sức cùng thành phố bảo đảm thực phẩm cho người dân trong thời gian từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 8.